Ok, hai cái nhà nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Pokemon Go mà đây tụi Trần cả nhà. Thì trong cái đợt vừa rồi thì mình có đi săn, và cũng như là hiện tại thì mình có đi săn Mega bằng Pokemon Mega Kangaskhan cả nhà. Thì đây là một Pokemon nó vừa có Mega đó trên cái Rare 3 sao nha. Thì mình có đi bắt chung với bạn mình này, đó hai bạn là đánh được rồi. À không được, sorry. Cái này là mình mời một team từ một cái chiến đi xuống luôn nha. Rồi. Và mình chỉ săn một bạn đầu tiên ở trong Pokemon thôi. Wow. Rất là đẹp luôn nha. Đây là hai hai Pokemon hình như là mẹ và con thì phải. Thuộc dạng Pokemon chục túi kangaroo cả nhà. Rất là đẹp luôn. Và mình được 200 đá này, tiến hóa Mega. Và rất là hên thì mình đã có được Shiny cả nhà. Wow. Mấy ngày lần đây trong một tháng lần đây thì đa số mình đánh stream thì cái lần đầu tiên mình luôn được Shiny các bạn. Không biết tự nhiên sao mà hay quá luôn. Cứ lần đầu tiên là được Shiny thôi. Wow, quá tuyệt vời. Mega Kangaskhan. Đẹp chưa? Boom. Rồi các bạn này mà tiến hóa Mega luôn thì cái con các bạn, cái con chuột túi con ấy, thì nó có màu hồng rất là đẹp luôn. Ok, thì xong cái này thì mình sẽ tiến hóa Mega luôn cho các bạn xem này. Đây, mở khóa luôn. Tuyệt vời. Cái màu nó cái trên cái chỗm đầu của hai bạn này nó có màu xanh rêu. Ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hóa Mega Evo cho các bạn xem luôn. Rồi, một lần tiến hóa là 200 nha. 200 cái đá này thì mình sẽ được 2 CP 2000 mấy ấy, 2001. Bùm. Đó, cái bạn mà chụp túi con thì nó sẽ có cái màu hồng khá là dễ thương. Ok. Rồi. Quá đẹp. Phê luôn. Mega Shiny 3 sao cả nhà. Rồi thì sau đó thì cái trứng của Lucario cái nhà ba sao, trứng ba sao luôn, cũng xuất hiện sau một ngày đó luôn. Thì sau khi mà hết các cái sự kiện chính ấy, thì nó sẽ có các cái sự kiện phụ để chuẩn bị sự kiện chính diễn ra tiếp. Thì nó sẽ có các cái Pokemon nó giấu các bạn, nó không cho. Thì tự nhiên hôm kia mình vào Pokechini thì nó có thông báo là có Lucario cái nhà, một top Pokemon fighting trong Pokemon Go cái nhà. Đó, bạn này với lại bạn Machomp cái nhà. Là hai Pokemon fighting rất là mạnh luôn. Và dễ kiếm mà, cũng như là tiến hóa đá cũng rất là dễ luôn, chỉ cần 50 cái kẹo thôi là đã tiến hóa được rồi. Ok, bạn đầu tiên thì mình bắt được đó là 1869 cái nhà. Ok, cái hoạt ảnh nó hơi chậm này, cho nên là mình ném nó không trúng. Rồi 1869 thì bạn này CP khá thấp. Hình như là chỉ được 2 sao thôi phải. Ok, để xem kiểm tra này. Rồi, và bạn Lucario này là bạn đầu tiên của mình luôn. Ok, rồi. Bụp. Rồi, chính xác là 2 sao này. Rồi tiếp theo thì mình có lái xe máy đi các bạn, đi săn Lucario. Vào ngày hôm qua thì phải, thì cái video này đăng ở ngày tiếp theo đây. Thì bạn Lucario này chúng ta sử dụng các cái Pokemon Coulter đó là hệ mình thấy là có hệ đất này, rồi Fighting cũng như là hệ lửa, chủ yếu là hệ lửa và hệ Fighting cả nhà, để đối kháng với lại Lucario. Mạnh lắm, mình có test qua sử dụng Lucario đánh trong Rocket cũng rất là mạnh nha, mạnh lắm nha. Ok, 1894 thì chắc chắn là bạn này là 3 sao cả nhà. Thì để mà săn Hondo của Lucario mà được bút thời tiết như vậy ấy thì 1930 CP 1930 sẽ là Hondo nha. Khá là hay, tại vì Đà Nẵng ở lúc này thì mình được may thời tiết may, cho nên là được bút CP cực kỳ cao, từ 1800 đến 1900 luôn. Đây cái bạn Chani Lua này thì counter Lucario cũng rất là mạnh luôn. 1889 đẹp ha, CP quá đẹp. Xúc bùp. Rồi hình như là 1836 thì phải nè. Ok, 1882 thì bạn này là cũng là 3 sao luôn. Rồi như vậy là video về bắt Mega
Kangaskhan cũng như là Lucario. Thế là kết thúc nha các bạn nha, rất là nhiều, và sắp tới chúng ta sẽ có nhiều Pokemon mới luôn, đó là Terrakin. Thì mình chúc các bạn có được Shiny cũng như là Hundo Terrakin. Rồi các bạn nhớ làm thẻ để đi săn cái bạn Terrakin đó nha. Ok, tạm biệt các nhà, và các nhà các video lần sau. Yes, 3 sao.